mấy cái con game mà nó đòi hỏi nhân phẩm thì các bạn biết thừa tôi như thế nào rồi đấy. Refund me if you can. Hãy refund tôi nếu bạn có thể. Ok, let's go. Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy là không có một cái trò chơi nào mà tôi không có thể, mà tôi không thể thực hiện được cái thách thức của nó cả. Đặc biệt đây là một lời thách thức đến từ nhà phát triển. Đấy. An enter để full màn hình này. Ok chưa? Âm thanh hơi to đúng không? Đéo nào âm thanh to thế nhở? Tôi để như này các bạn thấy âm thanh game nó có to không? Để như này là vừa đủ nghe. Ôi đi bạn đã đếm giờ này, mất dậy không? Đã vào chơi đéo đâu mà đã đếm giờ? Bình thường thôi gì? 50% nhá. Nâu gì đây? Nâu a là cái đéo gì? Ok, chấp luôn. Record đây này. Best time 13 phút. Vậy là có những người tên là Matsu 2021 chơi với 13 phút. Người ta chơi với 13 phút thì tôi chắc cùng lắm là mất 30 phút. Play, let's go. Chết mẹ rồi. Đọc đi, nếu mà muốn chơi game. By playing this game I dele on my word of honor that I will not ask for I refund if I don't succeed. By breaking this declaration I declare that I am a coward. Not about the game. Game không có bao xe để các bạn cheat đâu. À, hoàn thành nhiệm vụ dưới 2 tiếng. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ dưới 2 tiếng thì sẽ mở được achievement multiple fancy black a random. À, con đường được cấu tạo ngẫu nhiên. This game can be game có thể phá đảo trong vòng 15 phút nếu như bạn may mắn. À, nhớ theo dõi hướng dẫn. Ok, let's go nhá. Skip tutorial. Không. Phải tập chơi, Tôi giờ tiếng Anh bắn, kinh nghiệm của tôi tiếng Anh ấy là, ôi dồi ôi, chuột nhanh thế. Move ASDW để di chuyển. Lai là cái đéo gì? Chữ khó nhìn thế. À, chuột trái để ném đèn. Chuột phải. Right. Camera zoom đéo gì, chuột phải là ném cái đèn đỏ. Chuột trái ném đèn xanh mà. Hướng dẫn sai mẹ rồi. Dăn giữ ship. Go back menu ấn giờ. Chuột nhanh quá các bạn ạ. Ừ, cái phông chữ nhìn khó chịu nhờ. Rồi, let's go nhá. Ấn giờ một cái là chơi lại từ đầu đấy các bạn ạ. Ok, let's go này. Luôn này. Ok, tutorial này. Làm gì có zoom. Lên kèo 30 phút làm ra được. Ủa cái này để làm gì ta? Ủa chuột nhanh quá. Radio show indicate that you are following a path. Click on scroll well to zoom. Ủa click kiểu gì? Xa phe zoom này. Ôi, phải nhét cái đây vào á? Ôi, vừa thì đéo nào được. Mê vờ sờ tây mo gian. Ôi dồi ôi, tôi đéo biết tiếng Anh nó hướng dẫn gì đấy. Xa phe zoom để làm đéo gì đấy. Pick up object with E. Ấn E để nhặt đồ. Ủa có đồ gì đâu mà nhặt.
Won on battery to Ủa? Vừa dẫm vào cái gì vậy? Nó bảo đừng dừng lại quá 45 giây. À ok ok. Everything then to start. À đi vào mưa để bắt đầu. Ok, let's go. Let's go. Yeah. 30 phút. Tao sẽ refund được mày. Ok. Game của Mỹ Cung nơi đây. Trời ơi, tôi nhìn ra cái con đường đi đây này, nhưng mà đéo đi được. Ôi game chóng mặt quá các bạn ơi, chuột nó nhanh quá. Đây rồi. Mình sẽ lấy cái đèn này để mình biết là mình đã từng đi qua đây nhá. Ôi trời. Vào chơi game mà. Ok, lại đây, đường này nhớ đường rồi. Chúng ta sẽ đi theo những cái gì. Ok, chúng ta sẽ đi xuống rồi, chúng ta sẽ không rẽ bên tay phải nữa mà rẽ sang bên tay trái các bạn nhá. Có con ma ở bên tay trái đấy. Từ nhìn tôi lách này. Bắt thế. Game này là có chiếc nó chỉ có một đường thôi. Mình sẽ thả cái đèn này ra để biết được rằng là đây là đường đúng này. Ok, tôi hiểu rồi. Mình sẽ đứng ở trong cái bụi cây này. Đây rồi, con ma nó sẽ không biết mình đang ở trong bụi cây đúng không? Mẹ thoát qua kiểu gì vậy các bạn? Phương hướng thế nhở? Hình như là chạy qua đúng rác. Đây rồi. Con mẹ, đợi đường này đéo đi được. Vậy là chỉ có đi về bên kia thôi các bạn ơi. Đây. Đây rồi. Đằng. Giải thích hộ luôn. Thế là thì đéo nào. À ui dồi ôi. Từ. Ủa chết vì lý do gì vậy? Con game này chỉ có một đường mà thôi. Đâu có được lăn đùm lại đéo đâu, nó vẫn thế mà. Hết là hẹo rồi á. Ủa đéo ai làm gì nó mà nó hết nhờ. Ok, lần này chúng ta sẽ. Cái con mạnh thật đi rồi. Đéo thể chạy được luôn. Vậy là nó tấn công từ phía sau lưng mình các bạn ạ.
đéo thể đi được. Không, có thể là có một cái con đường nào đấy mà chúng ta đã bỏ qua. Ví dụ là đây, mình đi theo men men này thì con ma không thể bắt được này. Đằng chưa, đằng chưa, đằng chưa, đằng chưa. Đẳng cấp chưa? Đuổi đuổi làm sao được tôi bạn ơi? Đuổi làm sao được tôi? Ngon chưa? Ngon chưa? Mẹ mày, cái đường này đi sâu xuống lòng đất các bạn ạ, thể đéo nó cũng phá đảo. Ngon rồi, thoát rồi. Má ngọ cụt con mẹ. Mẹ lại phải đi lên. Ô cụt mới chết tôi chứ lại. Từ từ nhá, nhớ đường nhá. À, chạy theo cái men tường. Vừa lấy mình rẽ đâu bỏ mẹ quên bà rồi. Vừa lấy nó đuổi mình đến đây này. À đây đây, mình đi từ đây. Wait for the mau to pass. Wait for the mau to pass. Ui, phía trước nhiều đèn lắm các bạn ạ. Ô, có một cái gì này. Cái con mẹ chơi tê tỉ. Hóa ra nó là bẫy các bạn ạ. Chứ lại ok, nhớ đường rồi. Đi đến chỗ đấy là tôi thuộc rồi. Bắt hộ. Mẹ mày, nó là đẳng cấp bạn ơi. Ui game đéo nhìn thấy gì luôn các bạn ơi. Tối vãi lìn. Ngõ cụt này. Mình sẽ đánh dấu như này để biết được rằng là mình đã đi vào đây nhá. Hả? Hả? Đây là chỗ vừa vào game mà. Đệt. Ok, đây. Không, cái đường này tôi nghĩ chắc chắn là sai. Đường này chắc chắn là sai này. Bởi vì là nó đang đi về phía chỗ mình bắt đầu. Vậy thì chỉ có đường này thôi. Đây rồi. Sai này. Sai này. Ok, chỗ nào sai chúng ta sẽ giải thật là nhiều đèn đỏ nhá. Đường đúng thì chúng ta sẽ giải đèn xanh này. Hả? À đây đây. Ủa? Mẹ, thế đây là đường đúng à? Mình giải đây đèn xanh đây đi để tí mình nhớ mình còn đi vào nhá. Hả? Hả? Ủa, thế đường game này đi kiểu đéo thế? Đường này là quay trở về nơi bắt đầu này. Thế là đéo con đường gì để đi rồi. À đây. Ủa đây rồi. Mẹ đánh dấu thế nào rồi nhở? Lẽ ra cái đèn đỏ ấy. Đèn đỏ.
Đấy, đây đây, đường này khác biệt không? Đường này chắc chắn đúng. Đường khác biệt này chắc chắn đúng. Ok, let's go. Xông lên đi các bạn ơi, đừng sợ. Con mẹ nó chứ. Đừng nói là mình các bạn, mẹ vì tôi còn giật mình vẽ lìn đấy chứ mẹ. Nhưng mà chỉ nhớ của tôi tốt. Thành ra tôi nhớ cái đường để chúng ta đến đấy ngay. Chỉ nhớ tôi tốt mà. Tôi có thể đến được cái đoạn vừa xong ngay lập tức các bạn ạ. Quên làm sao được. Quên mẹ rồi. Cái đường đấy nó có màu đỏ đỏ các bạn nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, từ từ. Vào đường này là sẽ bị thằng kia bắt đúng không? À. À. Mình sẽ ném cái thùng rác này. Đéo được. Né 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 né. Có một lối đi lên này. Ngõ cụt nhá. Ê, cái đường này quen thế nhỉ? Đừng cụt nhá. Cụt mẹ luôn. Mẹ. Vậy là những cái đường nào mà hình ảnh nó phải khác biệt so với bình thường mới là đường đúng. À nhưng mà nó có cái mấy cái chỗ xa phe mày nhở. Ôi đây rồi, đây rồi, đây đây rồi. Một con đường được lấp bởi lá cây. Phải tinh mắt lắm chúng ta mới nhìn thấy thì chắc chắn là sẽ là đường đúng. Đây rồi. Cái con mẹ nó chứ lại. Vậy thì chỉ còn đây thôi. Chỉ còn mỗi đây thôi. Từ từ nhá. Mình sẽ có cách để mà thoát qua nó. Bắt làm sao được bạn ơi. Lên đây bạn ơi. Nó sẽ dẫm vào những cái đèn này. Xong nó trượt chân nó ngã. Kinh không? Chiến thuật không? Ủa thế là mình trượt chân à? Đéo hiểu game này chơi kiểu gì luôn ấy. Vậy thì cái con đường đấy là sai. Nếu như mà đi vào bị nó chắn trước mặt thì làm sao đi được. Gào rú đâu vậy bạn? Bạn dọa ai vậy? Các bạn thấy tôi có tí gì gọi là sợ đó. Nhưng mà nó cáu rồi ấy. Nó cáu rồi ấy. Rất có thể là có những cái con đường bí mật nó được ẩn ở sau. Biết ngay. Mẹ về đây rồi. Giấu làm sao được. Giấu làm sao được với tôi. Đường mới các bạn ơi. Đường trong bụi cây. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đường này đéo thể sai được. Mẹ mày, đúng như tôi đã suy đoán. Đây rồi, đường mới chưa?
Chưa có một cái đèn nào luôn nhá. Ok, chúng ta đi đến đây đi. Đây rồi, phá đảo ơi. Ôi giời ơi, 20 phút phá đảo. Đơn giản vậy thôi á? Game đơn giản vậy thôi á? Ủa chưa phá đảo á? Đấy, Fin yourself đây, 0.1 player có thể làm được điều này. 0.1 player. Ô, có hiện end game á? Hả? Trời ơi, game là dễ gì phân được rồi đúng không? Chưa xong á? Cái con mẹ, thế thì game này phá đảo kiểu đéo gì nhở? Hay là phải tìm được cái lối ra? Cái đéo là đứa nào để tên Vi béo lại vào bảo thầy tuổi non đấy kia. Đâu nhở? Từ từ nhớ lại đường đấy nhào nhở. Mình chỉ nhớ là mình có đi qua một cái bụi cây. Đây. Ừ, nó bảo là khi nào mà mình active được cái gì ấy. Active được mấy cái a che ve mẹt đấy thì là tính là end game mà. Mẹ thế này mà bảo mẹ sự thật, con này để mà speed run thì không. Hình như đây chỉ là một nhiệm vụ thôi. Khả năng sẽ có lối thoát các bạn ạ. Nốt. Tôi nghi khả năng là chúng ta sẽ có một cái lối thoát nào đó. Cái đường đi vào đây thì chúng ta sẽ không quay trở lại này. Ok, chúng ta sẽ lưu ý ở những nơi có bụi cây. Cầm đá ném vào tường xem có đường ẩn không á? Chắc đéo có đâu, mẹ cái này nó yếu ớt lắm. Không, thật ra cái con game này nếu như mà nó bảo là thách thức mình gì phân thì nó đâu đơn giản thế đúng không? Nó đâu đơn giản là nó tạo ra một cái con đường cho mình phá đảo đơn giản như vậy. Rất có thể nó còn cái bí ẩn gì đó mà chúng ta chưa nhìn ra. Đây này. Không đứng một chỗ quá 45 giây. Ê. Có cái gì đó. Có cái gì đó đúng không? Đẳng không? Các bạn thấy không? Tôi lượn ra. Nó đéo bắt được tôi. Xăm ba cái con ma trong game này thì đéo còn tuổi rồi. Hình như ở giữa cái map đấy nó có một cái gì đó. Mày nhanh thế. May phản xạ mình tốt đấy. Đéo có gì ạ? Đéo có gì, nó có một cái nắp cổng thôi. Thế đường này là sai rồi. Nhưng mà Fate has choice your path. Nhưng mà phá đảo đơn giản thế á?
Thế thì tôi cũng là một trong những người chơi phá đảo đầu tiên của con game này, thuộc 0,1 người chơi trên thế giới có thể làm được điều đó. Chờ tí rồi lại phát kim cương nhá. Rồi lại phát thẻ fan. Các bạn xem hộ tôi trên YouTube cái ending của nó có giống của tôi không? À, nhậu Thomas à, lâu lắm mới thấy bạn tôi, dạo này bận rộn à? Khác à? Khác thì chứng tỏ sẽ còn đường đi. Còn đường đi thì... đường này mình đã từng vào rồi mà nhở? Có khi nào... À, mình vừa lấy ra thoát cái con quái vật ở phía bên này. Nhanh lên! Bút! Nhanh lên! Chứng tỏ đây rồi! Có một đường đằng sau này. Vậy là game này nó có nhiều cái ending. Nhiều cái ending. Cái của tôi là một trong những ending. Đừng! Đừng động vào tao! Đừng động vào tao! Đi! Gần được rồi! Chỗ đấy chờ con quái đi mới đi tiếp. Mẹ đéo được. Ok, thế tôi có cách outplay nó. Let's go. Vào đây mà đuổi bạn ơi. Đuổi tôi đi. Cay. Mẹ mày bắt làm sao được tao. Xin cái tuổi mẹ luôn. Tránh ra. Nó là cái trình. Úi ơi. Đây rồi. Ui. Từ từ nhá. Cái đoạn này chúng ta không cẩn thận, chúng ta chỉ cần liếm nhẹ vào mấy cái tia sét này là chúng ta chết luôn đây này. Ok, chỗ này, chỗ đứng này là an toàn này. Kìa, phía trước mặt chúng ta có một chỗ có thể đứng được. Tôi sẽ phải căn cái thời gian để tôi nhảy sang bên đấy. Giật khô mẹ người luôn. Khó chứ còn dễ đéo đâu mà. Giật khô mẹ người. Nhưng mà tôi đang thuộc top 0,1 player chơi game này. Active được cái kia là kinh rồi. Giật cái mà khô cả hàu đi. Nhân vật nữ của chúng ta bị giật khô cả hàu. Ok, chờ nó đi sang bên này. Chúng ta sẽ đếm này, sẽ đếm thời gian này. Để khi mà nó quay lại đây, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, tí nữa tôi đếm đến 5 thì tôi có thể di chuyển được.
Được. Mẹ khó thế nhở. Tí nữa mình có thể vừa đây mình đếm đến 11 đúng không? Thì tí mình đếm đến 5 mình có thể đi ra. Mẹ khó thế nhở. Ôi anh ơi, lần đéo là lên thì đéo anh đi ra tận đây vậy. Mẹ lần này nó như đi chợ ấy. Phá đảo dưới 30 phút rồi còn gì nữa. Ừ, cháu Ibu ôm gối. Thầm ru à em? Phá đảo rồi, mẹ vừa lấy active cái đấy là phá đảo rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Let's go! Đến đến 6 là nó không biết mình luôn. Ôi Trình, ôi Trình. Ôi. Như nào? Ok. Một đường lên. Như nào? Đừng cụt nhá, đừng đi mẹ cụt rồi. Ok, vậy là chỉ còn đường đi xuống dưới thôi. Tôi nghĩ là tìm ra được cái con đường này đéo phải ai cũng có thể tìm ra đâu. Hả? Ê. Ủa? Các bạn có nghe thấy cái âm thanh gì không? Tối vậy. Ui. Mẹ nhiều đường thế. Cụt này. Không đi được các bạn ạ. Cụt này. Vậy là chắc chắn sẽ có một cái con đường đi được. Ma nó tối thế. Lại sang một hành lang mới rồi. Có khi nào tôi đi thế này tôi lại phá đảo luôn được không? Nếu như mà tôi nghe thấy âm thanh phát là tôi quay đầu luôn này. Ok, mình sẽ Fin the campfire. 0,1% người chơi unlock được cái này. Hai cái. Đây là cái khác, đây là cái khác, đây là cái khác. Ok. Trong này không có đường này. Được rồi. Tôi đã mở khóa thêm một cái nữa. Mẹ đẳng cấp quá. Vớ vẩn. Chưa ai làm được điều này ấy. Nó ghi 0,1% game thủ làm được. Nhưng mà thực chất là nó bốc phét. Làm đéo có ai. Game làm đéo còn ai chơi mà 0,1. À đường này. Đường này không có gì. Đường này không có gì. Đường
Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đi ra. Đi ra bằng cái lối này. Ok, tôi sẽ đặt ở đây màu đỏ để tôi biết được rằng đây là lối đi ra. Mẹ, giải nhiều thế nhở. Mình vừa đi từ đây đúng không? Đây đây đây, mình sẽ đi vào đây thôi nào. Đừng cụt nhá, đừng cụt nhá, đừng cụt nhá, đừng cụt nhá. Đừng cụt nhá. E the zit what e là cái đéo gì? Đừng bảo có quái vật nhá. Ui. À. Đập vỡ lon à? Tôi đéo biết là tôi đang đi đâu luôn đấy. Đây, chỗ này có một đường thẳng chúng ta có thể di chuyển được này. Tôi nghi là ở phía trước mặt có một cái cục gì đấy đen đen to to. Đằng sau nó tôi nghi là có quái vật lắm. Hy vọng là không. Ồ, mê cung à. Có khi nào chúng ta phải tìm cách đi sang hướng bên kia không nhở? Ui mẹ, map rộng thế. Ê ê ê, có cái gì màu xanh kìa. Fin Blue Light. Yeah, còn hai cái nữa. 11% người chơi tìm được cái này. Còn mẹ, 11%. Thế chứng tỏ mấy cái kia 0,1% là hiếm phết đấy. Đường này đi rồi. Từ từ để tôi suy nghĩ thế nào. Mình đã cố gắng chạy vào đây thì chứng tỏ đường này là sai. Có một cái con đường ở chỗ phía này mình chưa đi tới. Đi rồi này. Quên đi mẹ. Để đạt được cái thành tích này nó là cả một vấn đề đấy. Các bạn động vào chơi với vẩn đéo bao giờ đi được đến đây ấy. Vì phân mẹ từ lúc nào rồi. Ủa, chứng tỏ chỉ có một cái con đường duy nhất thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải tìm một con đường khác ở trong cái mê cung này. Bây giờ những cái chỗ nào mà chúng ta chưa giải đèn chúng ta sẽ đi vào. Game hơi tối và hơi chóng mặt tí các bạn nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Các bạn nhìn thấy ở phía bên kia có một cái luồng điện không? Rất có thể là chúng ta sẽ phải đi sang bên đó. Mẹ nó, thỉnh thoảng tự nhiên cái con quái vật nó cứ rú ầm lên các bạn ạ. Đây cái chỗ đập lon mình đi qua rồi này. Úi dồi ôi. Anh ơi, thôi. Không. Là một người chơi hệ đẳng cấp ấy. Tôi có thể lách qua được nó. Nhưng tôi cần biết. Ok, nó đang đi vòng tròn quanh cái chỗ đấy. Mình có thể trèo lên đây mình chạy qua. Nó như kiểu một con chó bị buộc dây vào cổ các bạn ạ. À, rồi, tôi biết rồi. Ok, khi nào nó rẽ sang bên tay phải chúng ta sẽ đi vào đường bên tay trái. Let's go. Đéo được. No, let's go.
1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta không có thời gian. Đằng quá, đằng quá. À! Con mẹ. Còn hai cái nữa chưa unlock các bạn ạ. Một cái là Escape the Nightmare Inlet Zen Chu Hao, có nghĩa là thoát khỏi nơi này dưới 2 tiếng. Một cái là Film The Secret Art, có nghĩa là như ở một phòng tranh bí ẩn. Nốt 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 nốt. Mẹ bây giờ đi lại chỗ đấy thế đéo nào bây giờ. Ui khó thế. Một lần nữa nhá. Cái con ma này nó không quá đáng sợ các bạn ạ. Con ma này thực chất thì nó đi rất là chậm. Chúng ta sẽ đếm. Con mẹ mới chơi cam à? Chúng ta sẽ đếm đến số 6 từ sau khi nó đi qua mặt chúng ta. Mình tính là phá đảo mẹ rồi, mình còn unlock được 3 cái bí ẩn cơ mà. Một, hai, ba, bốn. Nhanh! Khéo thật sự luôn. Khéo thật sự luôn. Ai đã làm được không phải làm uốc này, những gì nhà phát triển How Developer mong đợi mong ước with mong đợi xin phép gì phân tôi xin phép gì phun đe gì phun game nhé, thiện cảm một tí là hi hi. 43 phút quá đẳng cấp. Đấy, vừa phá đảo xong. ABC1939. Tôi vừa phá đảo xong. Tôi mất 40 phút. Quá đẳng cấp. Xong con game.